Chào các bạn, trong video ngày hôm nay chúng ta làm đề số 5 bài 3 ôn tập chương 3 phần 1 câu 1. Khảo sát thời gian xem TV trong một ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau. Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là cứ liên quan đến tứ phân vị là bạn tìm giúp cô tần số tích lũy. Đầu tiên là 5, 5 cộng 9 là 14, 14 cộng 12 26, 26 cộng 10 36, 36 cộng 6 42, vậy n bằng 42. Rồi, bây giờ để tìm nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất thì bạn tính giúp cô n chia 4. N chia 4 là 10,5. Vậy thì nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 10,5 là nhóm thứ hai, tần số tích lũy là 14. Vậy thì Q1 nó sẽ rơi vào nhóm này, 20 đến 40. Đáp án là câu B. Câu số 2, cô Hà thống kê lại đường kính thân gỗ của một cô số cây xoăn đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng sau. Tìm khoảng biến thiên. Thì mình thấy bảng này có 5 nhóm liên tiếp nhau và không có nhóm nào có tần số bằng 0 hết. Vậy R sẽ bằng giá trị cuối trừ giá trị đầu. Kết quả bằng 25. Đáp án A. Câu số 3. Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn được thống kê lại như sau. Khoảng tứ phân vị. Rồi muốn tìm tứ phân vị thì đầu tiên tính tần số tích lũy. 6. 6 cộng 6 12, 12 cộng 4 16, 16 cộng 1 là 17, 17 cộng 1 là 18. Đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ lấy N chia 4 là 18 chia 4. 18 chia 4 là bằng 4,5. 4,5 vậy thì Q1 nó rơi về nhóm đầu luôn, 20 đến 25. Theo công thức thì Q1 bằng UM cộng N chia 4 trừ C. Trước nhóm này không có nhóm nào cả cho nên là C bằng 0. Chia cho tần số nhóm này nhân với 25 trừ 20. Kết quả bằng 20 cộng 4,5 nhân 5 chia 6 là 23,75. Rồi tính 3N chia 4. 3N chia 4 thì bằng 13,5. Rồi vậy thì Q3 nó sẽ rơi vào nhóm nào? Nhóm 30 đến 35. Rồi Q3 sẽ bằng 30 cộng 3N chia 4 trừ tổng tần số nhóm phía trước chia tần số của nhóm này nhân với 35 trừ 30. Kết quả bằng 30 cộng 1,5 nhân 5 chia 4 31,875. Vậy thì delta Q sẽ bằng Q3 trừ cho Q1 8,125. Đáp án D. Câu số 4. Trong dịp nghỉ hè bạn Lan rất thích đi bơi. Thời gian đi bơi mỗi ngày của bạn được thống kê lại bảng sau. Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất. Rồi tính tần số tích lũy 3, 9, 13, 21, 25. Rồi lấy N chia 4 là 25 chia 4 6,25. Vậy thì nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn bằng 6,25 chính là nhóm 35-40. Vậy đáp án là câu B. Câu số 4, câu số 5. Thời gian nghe nhạc trong một ngày của học sinh lớp 12B thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau. Nhóm chứa tứ phân vị thứ 3. Rồi tính tần số tích lũy 5, 15, 17, 21, 25. Rồi bây giờ tính 3N chia 4 là bằng 18,75. Vậy nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn bằng 18,75 là nhóm 60-80. Vậy thì Q3 sẽ rơi vào nhóm 60-80. Đáp án là câu C. Câu số 6. Một nhóm học sinh thi nhau giải khối Rubik 4x4. Thời gian hoàn thành của nhóm học sinh được thống kê lại như sau. Tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ ba là. Rồi tính tần số tích lũy 4, 10, 18, 22, 25. Rồi tính N chia 4. N chia 4 là bằng 6,25. 6,25.
Vậy nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn bằng 6,25 là nhóm thứ hai. Vậy thì Q1 nó sẽ nằm trong nhóm 10 đến 12. Theo công thức thì Q1 sẽ bằng 10 cộng N chia 4 trừ C là tổng tần số nhóm phía trước chia tần số của nhóm này. Tất cả nhân cho 12 trừ 10 bằng 10 cộng 2,25 nhân 2 chia 6 là 10,75. Rồi 3N chia 4 là bằng 18,75. Vậy thì Q3 nó sẽ rơi vào nhóm 14 đến 16. Rồi theo công thức thì Q3 sẽ bằng OM cộng 3N chia 4 trừ C chia cho tần số nhóm này nhân với 16 trừ 14. mười bốn phẩy ba bảy năm với lại 10,75, đáp án là câu A. Câu số 7. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại như sau, khoảng tứ phân vị. Rồi bây giờ đi tìm tần số tích lũy. 3 nè, 3 cộng 6 là 9, 9 cộng 5 14, 14 cộng 4 là 18, 18 cộng 2 là 20, N bằng 20. Rồi, đi tính N chia 4, N chia 4 là 5. Vậy thì Q1 sẽ thuộc vào nhóm 3 đến 3,3. Vậy Q1 bằng 3 cộng N chia 4 trừ cho tổng tần số nhóm phía trước chia tần số của nhóm này. Rồi, nhân với lại 3,3 trừ 3. Kết quả bằng 3 cộng 2 nhân 0,3 chia 6, 3,1. Rồi tính 3N chia 4. 3N chia 4 là bằng 15. Vậy thì Q3 sẽ rơi vào nhóm 3,6 đến 3,9. Rồi Q3 bằng OM cộng 3N chia 4 trừ tổng tần số nhóm phía trước chia tần số nhóm này nhân với 0,3 luôn đi cho nó nhanh ha. 3,6 cộng 0,3 chia 4 là 3,675. Vậy thì delta Q bằng Q3 trừ Q1 bằng 0,575. Đáp án là câu D. Câu số 8. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau. Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoản nào trong các khoản dưới đây? Rồi bây giờ đi tính số trung bình. Thì để tính số trung bình bạn cần tìm giá trị đại diện trước. 6, 8, 10, 12, 14. Rồi vậy thì số trung bình x ngang sẽ bằng 6 x 2 cộng 8 x 7 cộng 10 x 7 cộng 12 x 3 cộng 14 x 1 chia cho tổng tần số ở đây tất cả là 20 ngày là N bằng 20. Vậy là chia cho 20 bằng 9,4. 9,4 vậy thì nó sẽ thuộc nửa khoảng từ 9 đến 11, đáp án là câu B. Câu số 9. Một siêu thị thống kê số tiền mà 44 khách hàng mua ở siêu thị. Số liệu ghi lại như sau. Ồ, đi tìm gì ta? Phương sai. Đây đó, kết luận là số phương sai nè. À, cái bảng này nó bị che mất đáp án hả ta? Ồ, cô lỡ bị xóa mất cái đáp án rồi nha. Cô ghi lại như cô ghi lại nha. Tìm phương sai. Tìm phương sai. Câu A là 53,2. B là 46,12. C là 30.
D là 11. Rồi, mà để tìm phương sai thì đầu tiên chúng ta cần phải đi tìm số trung bình trước. Giá trị đại diện thì họ tính giùm luôn cho mình rồi, quá khỏe. Rồi, số trung bình x ngang bằng 42,5 nhân 4 cộng 47,5 nhân 14 cộng 52,5 nhân với 8 cộng 57,5 nhân với 10 cộng 62,5 nhân 6 cộng 67,5 nhân với 2 chia cho 44. Năm tám năm phần 11. Rồi, vậy x bình bằng giá trị đại diện bình phương nhân với tần số bình trừ 585 phần 11 bình. Sắp xỉ là 46,13. À, làm tròn đến một chữ số thôi, tại vì trên đáp án của mình nó chỉ có một số là 46,1. 46,1. À, trên đáp án này hai chữ số hả? Cho nên là 13 mà. Rồi vậy thì nếu mà hai chữ số thì là 46,13. 46,13. Ok. Rồi. Câu số 10, khảo sát chiều cao của học sinh lớp 12A, ta thu được bảng như sau, tìm độ lệch chuẩn. Muốn tìm độ lệch chuẩn thì mình phải tìm phương sai, muốn tìm phương sai thì phải tìm số trung bình. Vậy thì bây giờ phải đi tính trước giá trị đại diện. 152,5 nè. 157,5. 162,5. 167,5. 172,5. Rồi, giờ đi tìm số trung bình x ngang sẽ bằng, coi có được cái dòng này không nha. Rồi đó, chỗ này là nhân 6 nè, cộng với nhân 10, cộng với nhân 14, cộng với nhân 5, cộng với nhân 5. Rồi, tất cả đi chia cho. Rồi bạn tính được tổng tần số ra nhiêu? 20, 30, 40, n bằng 40. 40. Rồi bấm. Một, hai, chín, ba phần tám. Một, hai, chín, ba phần tám. Rồi bây giờ sẽ đi tìm phương sai. Phương sai. Phương sai là x bình bằng bình trừ 1, 2, 9, 3 phần 8 bình phương. Nó ra là 2, 3, 1, 1 phần 64. 2, 3, 1, 1 phần 64 là sắp xỉ
36,1 rồi để yên vậy luôn. Tính S. S là căn ra ha. Sắp xỉ 6,009. 6,009 vậy thì nó sẽ rơi vào khâu B. Khoảng từ 6 đến 6,5. Câu số 11. Có bao nhiêu nhận xét đúng trong các nhận xét sau? Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm luôn luôn bằng khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc. Sai. Bởi vì khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm sẽ sắp xỉ thôi chứ không bằng đâu. Nên ý số 1 sai. Ý số 2, khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Đúng. Nó là một trong những đại lượng để đo mức độ phân tán. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán. Đúng, chính xác. Các cái đại lượng mà càng lớn, các đại lượng gồm có khoảng biến thiên nè, khoảng thức phân vị nè, phương xa độ lệch chuẩn nè, thì các bốn đại lượng nào đều dùng để đo mức độ phân tán. Và các số liệu đó càng lớn thì mức độ phân tán càng cao ha. Hay hiểu là càng phân tán. Cho nên là mình thấy là có 2 ý đúng trong 3 ý đúng. Đáp án là câu C. Câu số 12, nhận xét nào sai trong các nhận xét sau? Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường trong mẫu số liệu. Không. Khoảng tứ phân vị chỉ phụ thuộc vào nửa giữa của mẫu số liệu thôi. Cho nên là câu số 1 sai. Câu số 2, khoảng tứ phân vị của mẫu ghép số liệu ghép nhóm sắp xỉ với khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc, sai luôn. Sắp xỉ đúng, còn bằng mới là sai. Rồi câu C, câu số 3. Tứ phân vị càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán. Đúng, mới vừa giải thích trên câu số 11. Câu D. Khoảng tứ phân vị được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Đúng, vậy thì nhận xét sai là câu E. Rồi chúng ta đã xong cái phần 1 trắc nghiệm khách quan. Bây giờ chuyển qua phần 2 trắc nghiệm đúng sai. Số tiền thưởng cuối năm của nhân viên công ty X được thống kê lại như sau. Rồi câu A là hãy chuyển mẫu số liệu sang dạng ghép nhóm với 6 nhóm có độ dài bằng nhau. Rồi bây giờ mình coi thử là giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu rồi nha. Nhỏ nhất ở đây là 3 và lớn nhất là 29 hả? Từ 3 đến 29. Vậy thì mình 6 nhóm. Vậy giờ mình lập từ 3 đến 30 đi. 3 đến 30 là 27. 27 mà chia 6 là bao nhiêu? 4,5 hả? 4,5, vậy thì một nhóm nó sẽ có độ dài là 4,5. Đây là nhóm nè. Rồi đây là tần số. Thì nhóm đầu tiên là 3 đến 7,5. Rồi nhóm thứ hai là 7,5 cho đến 12. Rồi tiếp theo là 12 cho đến 16,5. 16,5. Rồi 16,5 cho đến 21. Rồi 21 cho đến 25,5. Rồi 25,5 cho tới 30. Là đủ 6 nhóm. Độ dài của mỗi nhóm là bằng 4,5. Rồi bây giờ mình đi đếm nha. Từ 3 đến dưới 7,5. Từ 3 đến dưới 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tiếp từ 7,5 đến dưới 12. 7,5 đến dưới 12. 1, 2, 3, 3, 4. Rồi đó, cứ tương tự như vậy các bạn đi đếm. Thì số liệu thống kê lại được là 6, 4, 5, 5. Rồi, đó là mình làm việc đầu tiên là mình thống kê. Thì đề nó nói tiếp là khi đó tần số của nhóm đầu và nhóm thứ 3 có tần số bằng nhau. Tần số của nhóm đầu và nhóm thứ 3 có tần số bằng nhau. Đúng, đúng ha. Rồi, câu B. B này là B1. Tiền thưởng trung bình
của các nhân viên là 16,2. Bây giờ đi tìm tiền thưởng trung bình thì bạn phải tìm giùm cô giá trị đại diện. Giá trị đại diện. Rồi cái này số nhầm rồi. Rồi tìm giá trị đại diện nha. À, 3 cộng 7,5 bằng chia 2 bằng 5,25. Nghĩa là mình lấy giá trị đầu mình cộng 2,25. 2,25 là 9,75. 14,25. 18,75. 22, 23,25 và 25 hả? Là 27,75. Ok chưa? Rồi. Tần số trung bình ở đâu? Giá trị trung bình x ngang. Câu này là câu B1 nè. X ngang sẽ bằng 5,25 nhân 6 cộng 9,75 nhân 4 cộng 14,25 nhân với 6 cộng 18,75 nhân với 4 cộng 23,25 nhân với 5 cộng 27,75 nhân với 5. Tất cả đi chia cho tổng tần số là 30. Rồi, bằng. Mười sáu phẩy hai. Mười sáu phẩy hai vậy ý này đúng. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu và khoảng tứ phân vị. Câu C, à câu B2 chứ. Khoảng biến thiên R sẽ bằng 30 trừ cho 3 là bằng 27. 27. Vậy ý này sai. Câu B3, khoảng tứ phân vị. Bây giờ muốn tìm khoảng tứ phân vị thì mình phải đi tìm tần số tích lũy. Tần số tích lũy 6, 10, 16, 20, 25, 30. Rồi bây giờ đi tìm khoảng tứ phân vị nha. Câu B3. Câu B3. Thì bây giờ mình sẽ đi tính N chia 4 trước. N chia 4 là bằng 7,5. Vậy thì Q1 nó sẽ rơi vào nhóm nào? Nhóm thứ 2. 7,5 đến 12. Rồi theo công thức thì Q1 sẽ bằng 7,5 cộng 7,5 trừ tổng tần số của nhóm phía trước 6 chia tần số nhóm này 4 nhân với 12 trừ 7,5. Kết quả bằng 7,5 cộng 7,5 trừ 6 chia 4 nhân 12 trừ 7,5. Kết quả bằng 9,1875. Rồi tính 3N chia 4 nha. 3N chia 4 là bằng 22,5. Vậy thì suy ra Q3 nó sẽ thuộc vào nhóm 21 đến 25,5. Rồi Q3 bằng 21 cộng 22,5 trừ tổng tần số nhóm phía trước là 20, tần số nhóm này là 5 nhân với 25,5 trừ 21. Kết quả bằng 21 cộng 2,5 nhân 4,5 chia 5 là 23,25. Vậy delta Q bằng 23,25 trừ cho 9,1875 là bằng 14,0625. Rồi 14,0625. Vậy thì ý này sai. 14,5 sai quá, không làm tròn tới nổi. Câu số 2. Bảng 1 biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ của tỉnh Nghệ An vào tháng 5 năm 2024. Nhóm 31 đến 33 có tần số bằng 4. 31 đến 33 tần số bằng 4. Ý này đúng. Câu C. Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là
Tần số mình thấy lớn nhất là 13 rơi vào nhóm 35 đến 37. Vậy thì mốt nó sẽ rơi vào nhóm này. Công thức của M0 là bằng OM cộng NM, NM trừ cho NM trừ 1. Rồi, chia cho NM trừ cho NM trừ 1 cộng NM trừ cho NM cộng 1 nhân với OM cộng 1 trừ OM. Kết quả bằng 35 cộng 8 nhân 2 chia, nó ra là xấp xỉ 36,14. Chỗ này là xấp xỉ nha. Rồi, vậy mốt đã cho là 13 hả? Đâu, ý này sai. Phải dùng công thức tính đàng hoàng ha, chứ không phải kết luận tần số. Câu C, khoảng tứ phân vị. Câu D, phương sai. Khoảng tứ phân vị. Rồi, có tần số tích lũy rồi. Bây giờ đi tính tứ phân vị. N chia 4 giống câu trên hả? Câu C làm bên này nha. N chia 4 là bằng 7,5. Vậy thì suy ra Q1 nó sẽ rơi vào nhóm 33 đến 35. Rồi, theo công thức thì Q1 bằng 33 cộng 75, 7,5 trừ tổng tần số của nhóm phía trước là 5, chia tần số của nhóm này là 5 nhân với 35 trừ 33. Kết quả bằng 33 cộng 2,5 nhân 2 chia 5 là bằng 34. Bằng 34. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đi tính 3N chia 4. 3N chia 4 là bằng 22,5. 22,5, vậy thì Q3 nó sẽ rơi vào nhóm 35 đến 37. 35 đến 37. Rồi, vậy thì Q3 bằng 35 cộng 22,5 trừ tổng tần số của nhóm phía trước là 10, chia tần số của nhóm này là 13. Rồi. Nhân cho 2. Nhân cho 2 rồi bạn bấm thử nó ra bao nhiêu. 35 cộng 12,5 nhân 2 chia 13 là xấp xỉ 36,92. 36,92. Vậy thì delta Q bằng 36,92 trừ cho 34. Là bằng 2,92. 2,92, vậy ý này đúng. Câu D, phương sai. Bây giờ để tìm phương sai thì mình sẽ đi tìm số trung bình trước. Câu D, số trung bình ít ngang sẽ bằng giá trị đại diện nhân tần số tích lũy. 30 nhân 1 cộng 32 nhân 30 nhân 1 cộng 32 nhân 5 cộng 34 nhân 10 cộng chết cha, không phải nhân tần số tích lũy mà nhân tần số mới đúng nha. Chỗ này bỏ đi. Rồi, 30 nhân 1 cộng 32 nhân 4 cộng 34 nhân 5 cộng 36 nhân 13 cộng 38 nhân 7. Và tất cả đi chia cho tổng tần số là 30. Tổng tần số là 30. Rồi, bạn bấm máy coi thử ra bao nhiêu. 30 32 34 36 38 35,4. Rồi, vậy thì phương sai x bình sẽ bằng, mình có ở trên này xuống. Rồi, xong cái rồi mình bình phương giá trị đại diện nhân với tần số, rồi tổng lại chia cho tổng tần số và trừ cho 35,4.
bình phương. Xấp xỉ 4,57. 4,57. Rồi. Vậy thì phương sai là 4,57, ý này cũng đúng luôn. Vậy câu số 2 này là đúng sai? Đúng đúng. Rồi để cô lưu đã. Câu số 3, cho bạn phân bố tần số ghép lớp cân nặng của các công nhân trong một công ty như sau. Các mệnh đề sau đúng hay sai? Câu A, tần suất của nhóm 52 đến 54 là. Để tìm tần suất của nhóm thì mình sẽ lấy tần số chia cho tổng tần số của bảng rồi nhân với 100%. Vậy thì tần số của nhóm này là 20. Đem 20 chia cho 100 nhân với lại 100%. Và kết quả bằng 20%. Vậy thì câu A là một câu đúng. Câu B, số trung vị của mẫu số liệu là. Để tìm số trung vị thì bạn cần tính tần số tích lũy. Đầu tiên là 15 nè, 15 cộng 20 là 35, 35 cộng 45 là 80, 80 cộng 15 là 95, 95 cộng 5 là 100. Rồi, số trung vị thì chúng ta sẽ đi tính N chia 2. N chia 2 bằng 50. Vậy thì nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 50 là nhóm thứ 3. Vậy thì trung vị ký hiệu là ME với Q2 là giống nhau nha. ME sẽ rơi vào nhóm 54 đến 56. Rồi, theo công thức thì ME bằng UM cộng N chia 2 trừ C. C là tổng tần số của các nhóm phía trước là 35 nè, chia tần số của nhóm này là 45 nè, nhân với lại 56 trừ 50. Tư. Rồi cô ghi trên này thôi, tí nữa cô copy xuống dưới nha. Đây là câu A, đây là câu B ha. Rồi, kết quả bằng, bạn bấm thử nó ra bao nhiêu. 54 cộng 15 nhân 2 chia 45. Kết quả là sắp xỉ 54,667. 54,667. Vậy thì câu B sai. Câu C, khoảng biến thiên của mẫu số liệu. Khoảng biến thiên là R. R bằng giá trị cuối trừ giá trị đầu là 60 trừ cho 50 bằng 10. Rồi, xong được 3 câu. 10 thì câu C đúng không? Rồi, bây giờ đi tìm độ lệch chuẩn là câu D. Độ lệch chuẩn là câu D. Để tìm độ lệch chuẩn thì bạn sẽ phải đi tìm phương sai. Muốn tìm phương sai thì tìm giá trị đại diện để tính số trung bình. Rồi mới tìm được phương sai, rồi giá trị đại diện. 50 đến 52 thì giá trị đại diện là 51, 53, 55, 57, 59. Rồi bây giờ đi tính số trung bình thì lấy giá trị đại diện nhân với tổng số. Câu D cô biết rồi đây, câu D. Chính này là câu D. X ngang 51 nhân với 15 cộng 53 nhân với 20 cộng 55 nhân với 45 cộng 57 nhân với 15 cộng 59 nhân với 5. Rồi, tất cả đi chia cho tổng tần số là 100. 100. Rồi bấm máy thôi, câu này là câu D. Bằng. Nhân với 45 cộng 57 chia 100. 109 phần 2. 109 phần 2 chính là 54,5. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi tìm phương sai.
Phương sai thì lấy giá trị đại diện bình phương nhân với tần số. Phương sai ký hiệu là x bình nha. Ký hiệu là x bình rồi. Đây. Bây giờ mình bình phương. Bình, 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 bình trừ 54,5 bình, kết quả bằng. Bảy phần 20 là 4,35. Đây là phương sai. Rồi suy ra độ lệch chuẩn S sẽ bằng căn của 4,35. 4,35 là bằng sắp xỉ với 2,09. 2,09 độ lệch chuẩn là 2,09. Vậy thì câu D là một câu sai. Cái này đúng nè, còn cái này sai nè. Vậy câu số 3 là đúng sai, đúng sai. Rồi câu số 4, cho bạn số liệu dưới đây về thời gian tập thể dục buổi sáng của hai bạn Bình và Chi. Xét tính đúng sai của các hạnh định sau. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu về thời gian tập luyện của Chi là. Câu A, Chi ha. Khoảng biến thiên là R của Chi nè, bằng. Chi thì bạn nhìn nè. Đây, dưới cái dòng tần số của bạn Chi á, là không có cái tần số nào bằng 0 hết. Cho nên là mình sẽ lấy giá trị thời gian cuối cùng, mình trừ cho giá trị đầu là 15. 40 trừ 15. 40 trừ 15. 40 trừ 15 thì bằng 25, đơn vị là phút. Vậy thì câu A là một câu đúng. Câu A là một câu đúng. Rồi. Câu B. Tứ phân vị thứ nhất về mẫu số liệu ghép nhóm thời gian tập thể dục buổi sáng của bạn Bình. Rồi. Câu C là của Chi. Đúng không? Câu C là của Chi. Ủa nhưng mà sao ở đây nó mất số ta? Hay là 28,75 nè. Rồi, thiếu số hả? Vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm tứ phân vị thứ nhất của Bình. Bây giờ bạn tính giùm cô tần số tích lũy của bạn Bình. Chỗ này là 5 cộng 8 13, 13 cộng 10 là 23, 23 cộng 4 là 27, 27 cộng 3 là 30. Rồi 30, vậy N chỗ đây là bằng 30 nè. N bình ha, N bình. Rồi B, NB. Bây giờ tính tứ phân vị thứ nhất thì bạn sẽ tính giúp cô là NP chia 4. NP chia 4 là bằng 7,5. Vậy nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn bằng 7,5 là nhóm 20 đến 25. Vậy thì Q1 sẽ bằng Q1 thuộc trước, thuộc vào nhóm 20 đến 25. Theo công thức á, thì Q1 nó bằng là UM cộng N chia 4 trừ C chia cho NM nhân với lại UM cộng 1 trừ UM là nhân với 5. Rồi bạn bấm thử nó ra bao nhiêu. 20 cộng 2,5 nhân 5 chia 8 là 21,5625. 345 phần 16. 345 phần 16. Rồi, đây là câu B. Để cô cóp xuống. Chết rồi, không cóp được. Không cóp được. Vậy câu B. Câu B là 345 phần 16 nhưng ở đây lại là 354. Vậy thì câu B này là câu sai nè. Câu A thì đúng đúng không? Câu B thì sai. Rồi, tới câu C, khoảng tứ phân vị của mọi số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục của bạn Chi. Rồi, câu C thì nó nói về Chi rồi. Để cái này nha, tí nữa cô scroll xuống dưới cũng được. Rồi, chỗ này cô tính tần số tích lũy cho bạn Chi. 10 nè, 20, 25, 28, 30. Ok. Rồi, khoảng tứ phân vị thì bạn sẽ cần giải quyết hai vấn đề. Thứ nhất là Q1, thứ hai là Q2. Thì lấy N mà chia cho 4 thì bằng là 7,5. 7,5. Vậy thì suy ra Q1 nó rơi vào nhóm đầu tiên luôn, 15 đến 20. 15 20, tần số của nhóm này là 10. Rồi ok. Vậy Q1 sẽ bằng
15 cộng 7,5 trừ 0 chia 10 nhân với 5, kết quả bằng 15 cộng 7,5 nhân 5 chia 10 là 75/4. Tiếp theo, bạn tính 3n chia 4. 3n chia 4 là bằng 22,5. 22,5 vậy thì cái quy 3 á, quy phẩy nghe. Nó sẽ rơi vào nhóm nào? 22,5. Vậy rơi vào nhóm thứ 3, 25 đến 30. 25 đến 30. Rồi. Quy 3, quy phẩy 3 sẽ bằng của bạn Chi là cô dùng phẩy, còn của bạn Bình thì cô dùng không có phẩy nha. Rồi, quy 3 tổng tần 25 nè, 25 cộng cho 22,5 trừ cho tổng tần số của các nhóm phía trước là 20. 20 chia cho tần số của nhóm này là 5 nhân với 5. Vậy kết quả là bằng 27,5. 27,5 rồi. Vậy thì suy ra delta quy phẩy nó sẽ bằng 27,5 trừ cho 75/4 là nó ra là 35/4. 35/4 chính là bằng 8,75. Chỗ này nãy cô viết bị sai dư một số. 8,75 rồi, vậy thì câu C là một câu đúng. Câu C là câu đúng nha. Câu D, phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bạn Bình là. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tính phương sai của Bình. Để cô xóa cái này ghi là ý này là ý C nè. Rồi, ý C. Để copy ở trên này xuống có được chưa nha. Ồ, đúng rồi, hay quá. Này nó rơi vào câu B. Câu B. Rồi. Bây giờ đi giải quyết câu D. Câu D là phương sai, thì muốn tìm phương sai là bây giờ phải đi tính số trung bình trước. Số trung bình. Mà số trung bình thì phải đi tìm giá trị đại diện, hiện tại là chưa có giá trị đại diện. Tính giá trị đại diện. 15 đến 20 là 17,5. 22,5. 27,5. 32,5 và 37,5. Rồi bây giờ mình tính số trung bình thì mình sẽ lấy giá trị đại diện nhân với lại tần số. Lưu ý là đang tính cho bạn Bình nha. Bạn Bình. Rồi. Em bạn này lên đây. Ok. Rồi vậy thì mình được là 17,5 nhân với 5 cộng 22,5 nhân với 8 cộng 27,5 nhân với 10 cộng 32,5 nhân với 4 cộng thêm 37,5 nhân với 3. Tất cả đi chia cho tổng tần số là 30. 30. Rồi bấm máy. 17,5 nhân 5 cộng 22,5 nhân 8 cộng 27,5 nhân 10 cộng 32,5 nhân 4 cộng 37,5 nhân 3. 157/6. 157/6. Rồi, bây giờ đi tính phương sai. Phương sai bằng. Đó, mình có cái thằng này lại đi. Không được hả? 17,5 bình nhân với 5 cộng 22,5 bình nhân với 8 cộng 27,5 bình nhân với 10 cộng 32,5 bình nhân với 4 cộng 37,5 bình nhân với 3. Rồi chia cho 30 và trừ cho 157/6 tất cả bình. Nó ra là 314/9. 314/9.
Phương sai 314/9 và ý D đúng. Rồi câu số 5. Bảng sau đây cho biết chiều cao của các em học sinh lớp 12A và 12B. Các mệnh đề sau đúng hay sai? Dựa vào khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm thì chiều cao của lớp 12A phân tán hơn lớp 12B. Rồi bây giờ bạn tính khoảng biến thiên của hai lớp luôn. Thì lớp 12A là mình lấy 175 mình trừ 145. Đây cô ghi trên này. RA bằng 175 trừ cho 145. RB là bằng nhóm cuối là 170 đến 175, nhưng mà cái nhóm đầu tiên của lớp 12B á, thì mình phải xuất phát từ nhóm 150 đến 155. Tại vì cái nhóm 145 đến 150 thì không có học sinh nào của lớp 12B, cho nên là mình nó phải bắt đầu từ 150. Vậy thì mình phải lấy 175 mình trừ cho 150. Kết quả là bằng 25 ha. Rồi. Bây giờ dựa vào hai cái số này mình đi so sánh nè. Mình có là RB á, nó nhỏ hơn RA. Vậy thì lớp 12B phân tán đồng đều hơn. Rồi đây là câu A nha. Câu A. Rồi vì RB nhỏ hơn RA cho nên lớp 12A phân tán hơn, có nghĩa là nó không đồng đều hơn. Đồng đều có nghĩa là sao ta? Đồng đều có nghĩa là cái mức độ phân tán nó nhỏ, còn phân tán hơn có nghĩa là mức độ phân tán nó lớn. Phân tán hơn lớp 12B. Rồi. Vậy thì câu A là một câu đúng. Câu B. Dựa vào khoảng tứ phân vị. Rồi đi tìm tứ phân vị. Câu C là đi tìm phương sai. Còn câu D là nói về độ lệch chuẩn. Rồi bây giờ đi tìm tứ phân vị. Để tìm tứ phân vị thì bạn cần tính tần số tích lũy. Ở đây cả hai nhóm luôn nha. 2, 3, 18, 29, 38, 41. Rồi dưới này 1, 17, 28, 38, 42. Rồi ok. Giờ cô có cái đề bản này xuống dưới để cho dễ làm ha. Rồi bây giờ đi tính tứ phân vị. Lấy ở trên này là NA là bằng 41 nè. Còn dưới này NB là bằng 42. Vậy bây giờ mình lấy NA mình chia 4. NA chia 4 là bằng 10,25. Vậy thì Q1 nó sẽ rơi vào nhóm 155 đến 160. Rồi thì theo công thức Q1 sẽ bằng 155 cộng 10,25 trừ tần số phía trước, tổng tần số phía trước là 3, tần số của nhóm này là 15 nhân với 5, kết quả bằng 155 cộng 7,25 nhân 5 chia 15 là ra 1889 phần 12. 1889 phần 12. Tiếp tục tính ba NA chia 4 là bằng 30,75. Vậy thì Q3 nó sẽ rơi vào nhóm 30,75, vậy rơi vào nhóm 165 đến 170. Rồi Q3 bằng
165 cộng 30,75 trừ C. C là tổng tần số nhóm phía trước là 29, chia cho tần số của nhóm này là 9 nhân với 5. Vậy kết quả là bằng 165 cộng 30,75 trừ 29 phần 9 nhân với 5 là ra 5975 phần 36. Rồi vậy thì delta Q sẽ bằng Q3 trừ Q1 bằng trừ 1889 phần 12, là ra xấp xỉ là 8,56 nè, 8,56. Rồi ok. Bây giờ đi qua cái lớp 12B nha, khá là dài ha. Rồi lấy NP chia cho 4 là bằng 10,5. 10,5 vậy thì Q1 nó thuộc vào nhóm 155, 160. Q1 ở đây cô dùng Q phải nghe, của lớp 12B là dùng Q phải. 155 cộng 10,5 trừ tổng tần số nhóm phía trước là 1, chia tần số của nhóm này là 16 nhân với 5, kết quả bằng 155 cộng 9,5 nhân 5 chia 16. 5055 phần 32. Rồi, tiếp tục 3NB mà chia cho 4 thì bằng 31,5. Vậy thì Q,3 nó sẽ thuộc vào nhóm nào? 31,5 vậy thuộc vào nhóm 165, 170. 165, 170. Rồi Q3 phải sẽ bằng 165 cộng 31,5 trừ tổng tần số nhóm phía trước là 28, chia cho tần số của nhóm này là 10 nhân với 5, kết quả bằng 165 cộng 3,5 nhân 5 chia 10, 667 phần 4. Rồi vậy thì delta Q phải là bằng 8,78. Rồi thế thì mình thấy rằng là nếu mà so sánh theo khoảng tứ phân vị á thì lớp nào có độ phân tán hơn? Vì delta Q nhỏ hơn delta Q phải, cho nên là lớp 12B phân tán hơn 12A. Rồi cô trả lời ngắn gọn cái câu đó thôi. A phân tán hơn 12B, phân tán hơn 12A. Vậy thì ý này là một ý sai. Ý sai. Rồi câu C, dựa vào phương sai của mẫu số liệu thì chiều cao của lớp 12A ít phân tán hơn. Rồi ok, bây giờ mình đi xử lý câu C. Câu C thì bạn phải tính trung bình của XA là bằng 147,5 nhân với 2 cộng 152,5 nhân với lại 1 cộng chấm 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 cho tới 172,5 nhân với lại 3. Vì cho nó hết chỗ cho nên là cô sẽ trình bày ngọn như vậy, chia cho 41. Chia 41 bằng. Rồi cái này bạn bấm máy nha. 147,5 161,52. Rồi vậy thì suy ra S A bình sẽ bằng, bây giờ mình có cái thằng này lại, có cái thằng này lại xuống dưới này. Rồi mình lấy giá trị đại diện mình bình phương, bình phương, bình phương,
trừ cho 161,52 bình phương thì kết quả nó ra xấp xỉ là 34,41. Nào để cô bấm lại nữa nghe. 161,52 bình. 35,83 do mình làm tròn á các bạn. Chỗ này là sắp xỉ nè. Thì là 35,83 rồi, ok. Vậy thì suy ra SA luôn. SA sẽ sắp xỉ với 5,99. Rồi tương tự nha, tương tự thì mình sẽ có là FB bình là sắp xỉ với, giờ cô bấm lại nè, 143,5 nhân với 0, 152,5 nhân với 1, 157,5 nhân với 16, 162,5 nhân với 11, 167,5 nhân với 10 và 172,5 nhân với 4. Đây là số trung bình. Về số trung bình của cái lớp B thì nhớ là chia cho 42. Rồi là nó ra là 162,5. 162,5 xong bây giờ mình bấm phương sai. Là ra xấp xỉ 27,38. Vậy thì suy ra FB sẽ bằng xấp xỉ 5,23. Rồi. Mình ra đến đây rồi mình kết luận luôn trên này nha. Vậy thì mình thấy rằng là SA bình nó lớn hơn SB bình, hay nói cách khác là SB bình nó nhỏ hơn SA bình. SB bình nhỏ hơn SA bình. Vậy thì lớp 12A ít phân tán hơn lớp 12B. Đây là một ý đúng. Ý đúng. Rồi, ít phân tán hơn có nghĩa là phương sai nhỏ hơn. SA bình nhỏ hơn FB bình, cho nên là lớp 12A có độ phân tán ít hơn lớp 12B. Rồi ý này là một ý đúng. Khoan nha, để tôi wow. Hình như nó có nhầm lẫn gì không? SA bình lớn hơn FB bình mà. SA bình lớn hơn FB bình. Vậy thì lớp 12A phân tán hơn chứ không phải là ít phân tán hơn. Vậy thì ý này phải là ý sai nè. Đó, các bạn thấy nó rất là rối nha. Tiếp, nếu mà so sánh thì độ lệch chuẩn thì độ lệch chuẩn thì lớp 12A nhỏ hơn lớp 12. Lớp 12A cũng lớn hơn lớp 12B luôn, tại vì phương sai với độ lệch chuẩn là tỷ lệ thuận. Vậy thì câu D nha. Lớp 12B có chiều cao đồng đều hơn lớp 12A vì có độ lệch chuẩn nhỏ hơn. 12B có độ lệch chuẩn nhỏ hơn lớp 12A, đúng. Vậy thì 12B có chiều cao đồng đều hơn lớp 12A. Ý này là một ý, đúng. Vì FB nhỏ hơn SA. Rồi. Vậy câu số 5 này là đúng sai sai đúng. Rồi chúng ta đã hoàn thành xong phần 2, bây giờ chuyển qua phần 3. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Câu 1. Bạn sau đây cho biết chiều cao học sinh lớp 5A. Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các học sinh. Rồi, khoảng biến thiên. Ở đây có tất cả là 2, 4, 6, 6 nhóm và không có số nhóm nào bằng 0 hết. Vậy thì khoảng biến thiên R sẽ bằng 115, giá trị cuối trừ giá trị đầu là 85. Kết quả là bằng 30, đáp án A. Câu số 2. Bạn sau cho biết chiều cao của học sinh lớp 5A. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của lớp 5A.
Khoảng tứ phân vị, vậy thì bạn cần phải tính tần số tích lũy. 1, 5, 13, 25, 28, 30. Vậy thì tổng n là bằng 30. Rồi bây giờ đi tính n chia 4. N chia 4 là bằng 7,5. Vậy thì Q1 rơi vào nhóm 95-100. Rồi theo công thức Q1 sẽ bằng UM cộng N chia 4 trừ C. C là tổng tần số nhóm phía trước là 5, chia cho tần số của nhóm này là 8, nhân với lại 5, kết quả bằng 95 cộng 2,5 nhân 5 chia 8. 1545 phần 16. Tính 3N chia 4, 3N chia 4 thì là bằng 22,5. Vậy thì Q3 nó rơi vào nhóm 100 đến 105. Rồi, vậy thì Q3 sẽ bằng 100 cộng 22,5 trừ tổng tần số nhóm phía trước là 13, chia tần số nhóm này là 12 nhân với 5, kết quả bằng 100 cộng 22,5 trừ 13, chia 12 nhân với 5, 2495 phần 24. Rồi vậy delta Q sẽ bằng Q3 trừ cho Q1. Là sắp xỉ 7,4. Thì đáp án đúng là câu B. Câu B. Câu số 3. Số người xem trong 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ là. Tính phương sai. Để tính phương sai thì bây giờ bạn phải đi tính giá trị đại diện. 5, 15, 25, 35, 45 và 55. Còn giá trị đại diện thì mình sẽ đi tính số tiếp theo là số trung bình. Số trung bình x ngang sẽ bằng 5 x 5 cộng 15 x 9 cộng 25 x 11 cộng 35 x 15 cộng 45 nhân 12 cộng 55 nhân 8, tất cả chia 60. Rồi. 97/3. Bây giờ đi tính số phương sai. Phương sai. Bình, 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 trừ 97/3 tất cả bình bằng. Sắp xỉ 219,6. Vậy đáp án là câu D. Rạp tròn đến hàng phần chục. Câu số 4, bạn dưới đây thống kê cự ly ném tạ của một vận động viên. Hãy tính độ lệch chuẩn của mọi số liệu ghép nhóm trên. Độ lệch chuẩn, vậy thì bây giờ bạn cũng phải đi tìm giá trị đại diện. Giá trị đại diện 19,25 nè, 19,75 nè, 20,25, 20,75 với 21,25. Rồi, giờ mình lấy cái này, mình đi tính giá trị trung bình, số trung bình, x ngang
sẽ bằng tần số lần lượt là 13, 45. 13 nè, 45 nè, 24 nè, 12 nè, 6. Chia cho tổng tần số. Cộng lại coi. 13 cộng 45 cộng 24 cộng 12 cộng 6. 100. Rồi bấm. Hai mươi phẩy không một năm. Rồi phương sai x bình sẽ bằng rồi bình trừ 20,015 bình, kết quả bằng sắp xỉ là 0,28. Vậy thì độ lệch chuẩn sẽ là căn của S bình và bằng sắp xỉ 0,53. Rồi họ đòi hỏi là độ lệch chuẩn đúng không? Làm tròn đến 2% rồi chuẩn luôn. Và đáp án là câu A. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái đề số 5 ôn tập chung 3. Đề này thì cũng không có câu khó, các bạn coi lại chỗ nào thắc mắc không hiểu hoặc sai sót thì các bạn có thể hỏi lại cô. Cảm ơn các bạn rất nhiều.